Thưa quý vị, thành lập vào tháng 6 năm 2016, ban đầu, Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu chỉ có gần 100 đảng viên sinh hoạt ghép tại 7 chi bộ. Nhưng chỉ sau 4 năm, đến nay, số chi bộ trực thuộc đảng bộ đã tăng hơn 5 lần lên 38 chi bộ, còn số đảng viên cũng tăng hơn 4 lần với 431 đảng viên. Đa phần trong số này đều có tuổi đời còn rất trẻ, có trình độ chuyên môn cao. Kết quả này đã khẳng định bước đi đúng đắn trong lãnh đạo chỉ đạo phát triển tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu. Khi Đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu thành lập, chi bộ ghép công ty cổ phần đầu tư xây dựng 245 chỉ có 4 đảng viên đến từ nhiều doanh nghiệp. Đến nay, chi bộ đã phát triển lên 10 đảng viên. 80% trong số này là người đứng đầu doanh nghiệp. Dù là doanh nghiệp tư nhân, nhưng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ vẫn tuân thủ theo đúng quy định, điều lệ đảng. Ngoài nội dung sinh hoạt đảng, chi bộ cũng thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung có liên quan đến công tác chuyên môn, tạo ra sự gắn kết, phối hợp giữa các đơn vị, doanh nghiệp trong chi bộ. Mỗi lần sinh hoạt chi bộ về thì tôi cũng thường chia sẻ với các quần chúng, anh em trong công ty, các nội dung sinh hoạt của chi bộ. Vì qua đó thì họ cũng tiếp nhận được các nội dung và những hữu ích. Về mặt nghiệp vụ và tư tưởng đạo đức cũng như cho các đồng chí để thường xuyên tiếp xúc những đồng chí đảng viên mà trong chi bộ tôi họp ấy. Đấy, các buổi sinh hoạt cũng như các buổi mà chúng tôi có buổi giao lưu riêng để cho người ta thể nắm được cái tư tưởng cũng như là thấy được cái tầm quan trọng đấy, cùng môi trường để các đồng chí đã thể phấn đấu. Đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu được thành lập tháng 6 năm 2016 là đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với khối doanh nghiệp, đồng thời giúp các chi bộ cơ sở phát huy vai trò lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp. Xác định vai trò hạt nhân của các chủ doanh nghiệp trong phát triển đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Lãnh đạo đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố đã trực tiếp xuống doanh nghiệp để vận động chủ doanh nghiệp vào đảng. Từ hạt nhân này, tạo đà phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp. Đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện việc tiếp cận, vận động chủ doanh nghiệp thành lập chi bộ đảng, phát triển đảng ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện, ưu tiên phát triển đảng ở những doanh nghiệp tư nhân có số lượng từ 20 đến 30 công nhân lao động trở lên. Sau 4 năm thành lập, Đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu đã phát triển vượt bậc, từ 7 chi bộ ban đầu lên 36 chi bộ, từ 100 đảng viên tăng lên hơn 400 đảng viên. Qua kiểm tra, đánh giá, các chi bộ trực thuộc đảng bộ hoạt động tương đối năng động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Trong công tác đảng, các chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt, tinh thần đoàn kết trong chi ủy và đảng viên. Nội dung, thời gian sinh hoạt ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm tình hình doanh nghiệp. Trong công ty thì các anh chị em cũng thấy cái hoạt động của cái chi bộ đảng thì mọi người cũng rất là quan tâm. Cho nên trong công việc thấy cũng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cũng như mọi thứ để được vào cái đội ngũ của đảng thì cái tầm quản lý cũng như là điều hành thì có cái dựa vào cái đảng được nghiêm khắc hơn, được có cái sự quy luật. Bên cạnh mặt thuận lợi, thành công thì việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại thành phố Vũng Tàu cũng gặp nhiều khó khăn. Trước mắt đó là duy trì, nâng cao vai trò hiệu quả của các chi bộ trực thuộc, gắn công tác đảng với công tác chuyên môn của các doanh nghiệp để đảm bảo hài hòa hiệu suất vai trò của đảng và hoạt động doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng cho tổ chức đảng hoạt động bền vững, phát triển sâu rộng trong doanh nghiệp. Phát huy kết quả bước đầu trong xây dựng phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu phấn đấu thành lập thêm 8 chi bộ, kết nạp 60 đảng viên mới, tiếp tục giữ vững danh hiệu tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 100% đảng viên đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi